Rồi, hôm nay chúng ta buổi tiếp nhá. Hôm nọ thì mình cũng đang dở dở một chút rồi. Đúng không? Chúng ta thấy ban điều hành này cũng tương đối khó tuổi. Chỉ có đâu có hai anh thôi. Hai anh này thì còn mới ngoài 40 một chút. Còn lại thì đa phần là có tuổi. Rồi. Và về cổ đông thì mình thấy gần như là đang nằm ở dạng gọi là cá nhân. Cổ đông lớn đây thì chắc ngoài ông so ra thì thấy ghi lại thì được khoảng tầm 18% đúng không? Là liên quan đến các cổ đông lớn. Và cổ đông nhỏ thì khoảng 52% đúng không? Và những cổ đông từ 1 đến 5% cổ đông gọi là các ta gọi là cổ đông vừa đúng không? Vừa thì đâu đó cũng tương đối đúng không? Và phải đến hai mấy gần 30%. Hôm nay 70 như vậy còn 27%. Rồi, đúng không? Nên nước ngoài ở Labaco rất ít. Năm ngoái thì kinh doanh thì theo nhận định thì các cái dự án trước đây đúng không, 2-3 năm trước thì bây giờ đã bắt đầu có ổn định và cho kết quả. Và về kế hoạch kinh doanh thì họ là ghi đây là khoảng 15.000 tỷ đúng không? Rất khó hiểu. Sau khi năm ngoái là chỉ có 10.000 thôi. Lợi nhuận thì đúng là tụt đi thật. Nhưng doanh thu thì là rất mạnh. Thì chỉ có một cái còn đang gọi là thắc mắc một chút là cái doanh thu này là rất có thể là theo như gọi là suy luận thôi nhé, mình gọi là suy luận thôi chứ còn chưa chưa nhìn thấy thông tin nào kiểm chứng cả. Thì mình đoán là có thể sẽ giống như bên bên Hòa Phát đúng không, hoặc bên Vingroup, là doanh thu này là doanh thu bao gồm của doanh thu nội bộ, tức là cái ông thức ăn chăn nuôi thì ông lại bán cho cái ông chăn nuôi thì lại bán cho cái ông thực phẩm đúng không, đầu vào ông này à, đầu ra ông này đầu vào ông kia, có khi là như thế đúng không? Chứ thấy quý 1 thì cũng 2,5 nữa, nó chỉ cao hơn năm ngoái có xíu thôi, như vậy là cũng không có gì gọi đặc biệt cả và chưa tìm ra lý do tại sao lại 15.000 tỷ ông lại đặt lên cân đúng không? Nếu mà doanh thu nội bộ thì rất là bình thường. Ví dụ nha, mình thử view Hòa Phát rồi view Vic nhưng mà Vic Vic. Mình nhớ là hai công ty này đã từng như thế. Gọi là liếc qua rồi, đúng không? Có Hòa Phát thì có cũng đông đảo anh em đầu tư, còn Vic thì chính xác là chưa chưa xuống tiền bao giờ, đúng không? Mình gọi là liếc liếc. Đây đúng không, mình thử nha, doanh thu thuần của Hòa Phát là khoảng 90.000 tỷ nhưng mà rất có thể là cái tỷ giá hồi đoái cái nằm đâu nhỉ, các công ty lớn như này thì thường thường là họ sẽ có cái phân ngành đúng không, đây đây đây, đây. Rồi thế nào có cái trò đây rồi đúng không, ví dụ như là doanh thu nội bộ à, doanh thu bán ra ngoài là khoảng 90.000 tỷ nhưng mà tổng doanh thu các bộ phận là khoảng 118.000, nhưng ông ấy phải trừ cái phần gọi là ông bán gọi là ông thép thì ông phải bán cho ông bất động sản đúng không, kiểu kiểu như vậy đấy, thì là doanh thu nội bộ thì có thể thậm chí lên khoảng 118.000 nhưng cuối cùng về net về đến tay chỉ còn có 90 đúng không, do chúng ta có cái hiện tượng gọi là bán nội bộ kiểu kiểu như vậy. Bên 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 nhớ bên Vic là cũng có hiện tượng này nhé, Vingroup tập đoàn này được coi là vốn hóa lớn nhất sao, thế còn lợi nhuận của Vic thì cũng bình thường, đây 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 đúng không, chúng ta đấy gọi là lý giải thôi đúng không, còn không biết là chính xác hay không, nó nhớ mãi mới ra có một cái trò hạch toán doanh thu này, đây 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 đúng không? Ông ấy trừ 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 nội bộ mất khoảng 9 triệu 6.000 đúng không? Tổng doanh thu lên là 110.000 đúng không? Nhưng mà có hiện tượng bán nội bộ đây này. Đúng không? Thậm chí là kể cả FPT có hiện tượng bán nội bộ đúng không? Như ông FPT Telecom bán internet cho tập đoàn đúng không? Bán cho các thành viên còn lại. Vậy là chuyện rất bình thường đúng không? Gọi là có thể thôi nhá, đúng không? Những chuyện chưa kiểm chứng số liệu đúng không? Chứ còn nhưng mà như thế thì cũng nếu mà cách như thế thì cũng hơi vô lý, bởi vì là người ta đang nói là nói về cái chuyện doanh thu bán bên ngoài là chính chứ không ai
là kiểu như này, nhưng mà cũng không loại trừ đúng không, ghi cho nó ai rồi đúng không? Biết mọi người có thắc mắc cái này không? Ta thử tiếp nhé, hy vọng là không còn rơi vào cái trường hợp khó hiểu này. Còn nếu ví dụ như là thực sự đấy là 15.000 đúng không, thì quý 1 mới có 2.500, như vậy 3 quý còn lại là 12.500, tức là mỗi quý là phải đốt được 4.000, hơn 4.000. Wow, vậy là cực kỳ vượt bậc rồi đúng không? Chúng ta cứ tìm tiếp nha, hy vọng là đến đại cổ đông, à đến đúng rồi, đến đại cổ đông thì nào cũng được nghe về cái này rồi. Đấy là những cái lập luận đúng không? Chúng ta tiếp nha. Giải pháp đúng không, đối với tiếng Anh họ giải pháp đúng không, xem giải pháp câu này kiểu gì. Đối với thức ăn chăn nuôi đúng không, tiếp tục thực hiện mô hình quản lý thị trường theo địa bàn và quy hoạch nghiên cứu rồi. Rồi đúng không?